Welcome to my course. Thầy xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đến với phần bài giới thiệu khóa học Learning Vocabularies and Basic Communication course. Khóa học này mình sẽ học về những cái từ vựng và giao tiếp cơ bản. Okay, good. Next one. So let me tell you about myself a little bit. Để thầy giới thiệu các bạn một chút về bản thân thầy. About me, I'm Tung Tran. Thầy là Tung. I studied and worked as a tutor for American students in Morehead, Kentucky, 40351. Thầy đã học tập và làm việc ở Mỹ. Thầy đã gia sư cho sinh viên Mỹ. Thầy gia sư môn kinh đại học ở trường đại học Morehead State ở bang Kentucky. You know, like KFC. Các bạn biết là gà rán KFC ấy ạ. Thì đấy là Kentucky Fried Chicken, nghĩa là gà rán từ cái bang Kentucky. Okay, good. And I got an international teacher license. Nghĩa là thầy có bằng chứng chỉ giảng dạy tiếng Anh quốc tế. Thì thầy có thể đi khoảng 80 nước để giảng dạy tiếng Anh. Okay, and one more thing about me, I love playing table tennis. Okay, and I got like some medals for playing table tennis in here, you can see. Thầy có một số cái huy chương đạt khi mà thầy đánh bóng bàn hoặc là trong các giải chạy marathon hoặc một số cuộc thi khác. Okay, and I got excellent degree from Foreign Trade University. Thầy có cái bằng xuất sắc từ đại học ngoại thương. Okay, good. And you can learn more about me on my Facebook. My Facebook is Tung Tran. Các bạn có thể biết nhiều thông tin hơn về thầy qua Facebook là Tung Tran. Okay, các bạn thì search ở trên Facebook thì có thể nó sẽ ra. Okay, good. Next one. So, thì trong khóa học này thì sẽ có những gì? What are there in this course? Okay, good. So, first we learn about 600 new words. Và mình sẽ học đầu tiên là mình sẽ học được và sử dụng được. Thầy chắc chắn các bạn như vậy là học được 600 từ vựng mới. Và tiếp theo là gì? We learn about 100 new sentences. Mình sẽ học được 100 cái mẫu câu mới và mình sẽ sử dụng được trong cuộc sống hàng ngày. Những cái từ vựng thầy dạy ấy là những cái từ vựng rất là phổ biến trong cuộc sống hàng ngày. Và mình có thể nhắc đi nhắc lại hàng ngày. Và hàng ngày thì mình đều sẽ nhìn thấy những cái từ vựng này. Mình sẽ sử dụng được những cái câu này và tất cả những hành động trong cuộc sống hàng ngày thì mình đều có thể sử dụng được. Và mình sẽ rất chắc chắn là mình sẽ biết và mình sẽ giỏi đấy. Ok, next. Be better in pronunciation. Nghĩa là thầy sẽ dạy các bạn thật là kỹ càng về phát âm. Mình sẽ phát âm chắc chắn là sẽ rất là tốt và có thể phát âm gần như là một người bản ngữ nếu như các bạn chăm chỉ thực hành. Okay, good. And I will help you to answer basic questions in communication. Thầy sẽ giúp các bạn có thể là nói được những câu giao tiếp rất là cơ bản. Và tiếp theo đấy là I will inspire you to learn English. Inspire you. Thầy sẽ cố gắng là truyền cảm hứng cho tất cả các bạn để mình học tiếng Anh. Tức là gì ạ? Trong việc học tập và làm tất cả mọi thứ thì cái cảm hứng. So like the passion is really important. Cái cảm hứng thì cực kỳ quan trọng. Khi mình có cái cảm hứng, có cái đam mê thì mình có thể học suốt ngày, suốt đêm mà không chán. Ok, thầy sẽ chia sẻ và truyền cảm hứng cho các bạn để mình có thể học suốt ngày, suốt đêm mình học tiếng Anh. Ok, good, next one. Ok, so before this, trước cái phần này thầy muốn chia sẻ là gì ạ? So about let's say 8 years ago, khoảng 8 năm trước thì thầy đã học tiếng Anh từ con số 0. Thầy bắt đầu I learn like almost from nothing, okay? But like after 3 months I can like speak English like pretty fluently. Thì sau 3 tháng thì thầy có thể nói tiếng Anh một cách khá là trôi chảy. Ok, thì thầy sẽ chia sẻ bí quyết cho các bạn. Đấy là làm sao để mình học tiếng Anh một cách nhanh nhất để mình có thể giỏi tiếng Anh. Ok, good. And who is appropriate for this course? Nghĩa là ai thì phù hợp với khóa học này. Good. So, the first, people who almost know nothing about English. Những người mà hầu như chưa biết gì tiếng Anh thì thầy sẽ dạy lại các bạn từ những cái từ vựng cơ bản này. Những cái câu mà mình thường dùng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ là I teach you about like for example power bank. Cái sạc chẳng hạn, sạc điện thoại, cái calculator, cái máy tính chẳng hạn, or like marker,
cái bút viết bảng chẳng hạn, or the TV, or like everything around you, tất cả những vật dụng xung quanh mình, the bed là cái giường chẳng hạn, thì những cái từ vựng cơ bản, ok, và sẽ hướng dẫn các bạn phát âm thật là chuẩn để mình có thể giao tiếp, mình có thể nói cho người khác dễ hiểu hơn. Ok, good. And if you want to be better in pronunciation, thầy chuyên giảng dạy về phát âm mà hướng dẫn các bạn tốt hơn trong việc phát âm, nên là khi tham gia khóa học này thì chắc chắn các bạn sẽ tốt hơn về phát âm. Good. And if you want to learn basic communication, và trong cái khóa học này ấy, thì thầy sẽ hỏi rất là nhiều câu hỏi và thầy cũng sẽ hướng dẫn các bạn trả lời, hỏi trả lời, mình sẽ tương tác liên tục với cái video của thầy, nên chắc chắn một điều là các bạn sẽ giao tiếp và các bạn sẽ phản xạ nói cực kỳ nhanh hơn rất là nhiều so với trước đây. Ok, good. And next one. So what will you get after this course? Các bạn sẽ đạt được cái gì sau cái khóa học này? So you know basic vocabulary about stuff around you. Nghĩa là các bạn sẽ biết về những ngày từ vựng, tất hầu như là những ngày vật dụng xung quanh mình thì mình đều sẽ biết bằng tiếng Anh, và mình sẽ học các bài học của thầy. Các bạn sẽ viết những ngày từ vựng này ra, mình dán vào các đồ vật, và đi đâu mình sẽ gặp những đồ vật này, và chắc chắn là mình sẽ nắm được những ngày vật dụng này. Ok, hoặc là những cái hành động hàng ngày, ví dụ là I brush my teeth thì mình sẽ viết ra, tôi đánh răng chẳng hạn. Và khi nào đánh răng thì mình sẽ nói những câu này, thì chắc chắn các bạn sẽ nắm được và các bạn sử dụng được, và các bạn sẽ biết rất là nhiều cái kiến thức bằng tiếng Anh, và mình sẽ áp dụng nó trong thực tế. Ok, good. And I will help you to answer basic questions, và thầy sẽ hướng dẫn các bạn trả lời và phản xạ rất là nhanh hơn đối với những cái câu hỏi cơ bản. Tức là gì ạ? Thầy sẽ hỏi các bạn, hỏi trả lời liên tục, thì chắc chắn là các bạn sẽ phản xạ cực kỳ nhanh. Ok, good. And I will help you to pronounce with an American accent. Điều quan trọng là gì ạ? Mình sẽ phát âm được với giọng Anh Mỹ. Giọng Anh Mỹ rất là quan trọng, tại vì sao? American is about like 20 to 25 of the world economy. Nước Mỹ thì chiếm khoảng 20 đến 25% nền kinh tế thế giới. Và gì ạ? Tất cả ngôn ngữ giao tiếp business, như là trong thương mại, thì hầu như là người ta dùng Anh Mỹ thì rất là phổ biến hơn rất là nhiều. Ok, and I will have you really important person to learn English. Mình sẽ có cái thầy sẽ truyền cảm hứng cho các bạn để học tiếng Anh. Ok, yeah, you will have a person to learn English, I promise with you that. Thầy hứa là thầy sẽ giúp các bạn có cảm hứng và có những cái thói quen học tiếng Anh nó tốt hơn. Nói xong. Ok, and see you in the course. Ok, và điều cuối cùng thì thầy muốn nhắn nhủ là gì ạ? Các bạn hãy tham gia khóa học này và thầy chắc chắn đấy là các bạn sẽ nắm được rất nhiều từ vựng, các bạn sẽ nói rất nhiều câu mình sử dụng trong cuộc sống hàng ngày, và mình sẽ vận dụng được luôn trong cuộc sống hàng ngày, và mình sẽ phản xạ nhanh hơn rất là nhiều tiếng Anh. Ok, that's it for today, and bye, peace out.